Đấy là khi mà anh em xem một cái video và anh em ấn vào cái mà phân tích ở phía bên dưới này này, nó sẽ hiển thị ra sao. Tổng cộng video này của mình là 14,93 giây và thời gian xem trung bình ở đây là 14,1 giây. Tức là một video này là một cái video là người ta xem hết 90%. Đây là một tỷ lệ tốt. Mình sẽ xem thử một cái video khác. Bạn nam của em có suốt ngày xem kênh của anh bạn ấy suốt ngày xem kênh của anh, xem livestream của anh mà. Kênh của em, anh xem kênh của em suốt mà. Anh xem nào, dạo này có vấn đề gì? Lê vẫn tương tác vẫn tốt như này mà. Đến xem nào. Bây giờ là 41.000 follow không? Cố lên 9.000 follow nữa thôi, xong rồi vào DC nhá. Hello, xin chào các bà, lại là Su Trinh nè. Hành trình series review địa điểm sống ảo của tôi chính thức bắt đầu từ đây nha các bà ơi. Úi giời, thấy style hôm nay của tôi giống gái Nhật không? He he. Vì để đi được nhiều nơi sống ảo nên tôi đã thuê một chiếc xe máy để chủ động cho việc đi lại nè. Mà anh quản lý tâm lý hết sức thuê giúp tôi một chiếc xe màu trắng hợp với outfit hôm nay của tôi luôn. Mà hôm qua tôi thấy bé kia bình luận: chị ơi, chị qua cà phê Combiland chụp hình đi chị, đẹp lắm á. He he. Ok em nha, vì nghe đồn địa điểm này ra hình sống ảo rất là chất nè. Combiland nằm trên đèo Mimosa, vé vào cổng mất 90k đã kèm luôn nước nha. Bà nào mà đi bữa trưa như tôi thì được kèm theo cây dù để che nắng nè. Và đến nơi thì tôi như cá lặn nước này mấy em bà, đang nghe như một cái sa mạc mini vậy đó. Và sau đây là một số hình cực chất của tôi nha. Nghe review nhiều lắm. Tránh cửa quay ngồi dạng háng này ra em nhá. Tránh nó ra. Anh xem có bị gì không, mấy hôm nay em tự đăng ớ. Thế thì cái bạn nam của em ấy, là cái bạn anh không biết là người yêu hay là như nào ấy, là anh thấy là bạn hay xem livestream của anh lắm và bạn hay hỏi về cái kênh này cho em này, thì là bạn ấy là lo về quay à, hay ngày trước là bạn ấy như nào mà còn bây giờ hiện tại ấy, là em đang sử dụng cái video này là em tự quay hay là em như thế nào, hay em chỉ đơn giản là em vẫn là đi và bạn ấy quay về và bạn ấy đăng video lên cho em thôi. Hello, xin chào các bà, lại là Su Trinh nè. Hi hi. Để cho ra những bức hình sống ảo được lung linh hơn thì tôi đã chuẩn bị 1001 các phụ kiện đi kèm nè các bà ơi. Và bộ nail dán này dành cho các bà nào mà lười đợi chờ như tôi. Nó nhanh, nó tiện lắm luôn. Trông lên hình sẽ được bling bling hơn á. Xong xuôi thì để tiếp tục series sống ảo tại Đà Lạt của tôi chiều hôm nay nè. Tôi sẽ đến rừng hoa bất tử, là một địa điểm mà tôi thấy trên TikTok mọi người share rất là nhiều. Đến nơi tôi cứ tưởng là chỉ Google chỉ nhầm đường á các bà, vì đến chả thấy rừng hoa đâu cả. Mà đi xuống mới biết rừng hoa nó nằm ở dưới lợn. Giá vé vào đây thì mỗi người mất 20.000 kèm theo một chai nước suối nha. Hên mà tôi mang dép chứ ngựa đi guốc là xác định đi chân không luôn đó các bà. Mà ở rừng hoa này thì các bà nên đi sâu xuống, càng sâu thì mới đẹp nha. Và sau đây là những bức hình sống ảo của tôi ngày hôm nay nha. Đấy, nhìn đã đủ làm này thôi chưa nào. Các bà đừng quên cho tôi một tim và một follow nhé. Bye bye. Hello, Hello, xin chào các bà, lại là Su Trinh nè. Ở Đà Lạt, lên rừng xuống thung lũng rồi. Nay tôi dắt các bà lên nóc nhà để sống ảo nha. Vì nay cũng đuối rồi nên tôi quyết định kiếm một quán cà phê gần gần cái home tôi ở thôi. Mà các bà ơi, vừa đến cái quán là ta nói máu sống ảo của tôi nó tăng cao luôn á. Tính chạy vào chụp mà quên order nước luôn nè các bà. Mà thật ra cái quán này cũng là anh bạn. Hello, xin chào các bà, lại là Su Trinh nè. Ăn nè, ăn nè, ăn nữa nè. Ta nói lên Đà Lạt ngoài sống ảo ra mà bỏ qua ăn uống là một điều sai lầm đúng không các bà? Tôi thấy từ ngày tôi đi review sống ảo mọi nơi thì có nhiều bà hỏi tôi bí quyết làm sao giữ dáng đẹp nè. Thật ra bí quyết của tôi chỉ là tập luyện và kết hợp với thực phẩm Slim hỗ trợ giảm béo này nè. Nó là dạng miếng nên dễ sử dụng và mang đi du lịch cũng tiện nha. Quảng cáo rồi, tiệm bánh Dior này. 7.000 này, 7.000 đang muốn lên trước. Hello, xin chào. 4 ngày. Hello. Hello, ngày, hello, ngày, hello, ngày, hello, xin chào các. 7 giờ. Còn tên này. Một video là bao giờ? Hello. Xin chào các bà, lại là Su Trinh nè. Hu hu, nay bị tổ nghiệp sống ảo hành nè các bà ơi. Đi tìm quán sống ảo thì phải lết lên 7 tầng lầu. Leo lên tới nơi thì nhân viên bảo đi nhầm chi nhánh của quán, thế là phải bò xuống để đến quán này tôi cần tìm nè. Quán hôm nay tôi đến là Pin Tree Cafe. Quán này hot hot cái cầu thang này nè các bà ơi. Tôi đi. Anh thấy là cái này là theo cái nhận biết, theo cái anh đánh giá cá nhân nhá. Là mấy cái kiểu dạng mà làm mà về review ấy, thì anh đã nói rất là nhiều là không nên mọi người mất thời gian 3 giây đầu tiên để nói mấy cái câu nó bị lãng phí. Như là hello, xin chào các bà, hello, lại là mình đây. Cái câu đấy là một cái câu mà anh rất là không thích ở trên TikTok. Tại vì nó làm cho mình tốn đi ít nhất là 2 giây đầu tiên để người ta cảm nhận rồi. Thì bây giờ vào một phát ấy, em chỉ cần là em cho người ta xem luôn cái sản phẩm, là cái ảnh chụp của em ra cũng được. Và sau đó là em bắt đầu, em vào luôn, em tương tác luôn.
Và có một cái mẹo nữa đối với cả cái kênh này của em ấy, là khi mà em có thấy được một cái comment nhá, thì em hãy trả lời cái comment đấy và em cho lên cái video. Thì cái đấy nó là cái cách để mà cho người ta tăng tương tác lên cái kênh của em rất là tốt. Ờ, anh thấy là cái kênh này của em nó bị thiếu ở cái phần như thế. Thì ví dụ nhá, cái thực ra là cái comment ở trả lời ở đây này nó chỉ là setting thôi, chỉ là một cái câu hỏi là em dùng cái nick ảo và sau đó em nhảy vào em hỏi thôi. Đây này, nhưng mà cái này em hỏi là kiểu gì các bạn cũng sẽ hỏi là chị ơi chị mua Apping Doom không phải? Giọng dễ thương. Đây này, ví dụ bạn này này, bạn hỏi là đợi mãi cái review về chỉnh màu Lightroom của chị. Thì bây giờ nhá, em sẽ làm ra một cái video mới, là em sẽ là trả lời cái comment này trong vòng 3 giây đầu. Thì em sẽ bắt đầu đề luôn là hôm nay là bây giờ chị sẽ trả lời cho em nè, Yến Phụng ơi. Đấy, chứ mình không nhất thiết là mình phải là hello xin chào các bà đâu nhá. Anh thấy là cái đấy nó lãng phí lắm luôn ấy. Và cái mẹo tiếp theo ấy, đây, tớ chỉ cho anh em một cái mẹo nữa nhá. Có một cái mẹo này này. Ở cái mẹo này tớ chưa bao giờ tớ nói với cả anh em cả, nhưng mà đây nhá, nó có một cái mẹo như sau. Đấy là khi mà anh em xem một cái video và anh em ấn vào cái mà phân tích ở phía bên dưới này này, nó sẽ hiển thị ra sao. Tổng cộng video này của mình là 14,93 giây và thời gian xem trung bình ở đây là 14,1 giây. Tức là một video này là một cái video là người ta xem hết 90%. Đây là một tỷ lệ tốt. Mình sẽ xem thử một cái video khác, một cái video nào mình làm dài dài hơn đi. Cái video mình làm dài dài đi. Đây, như video này đi. Phân tích này. 15 giây, 14 giây, cũng... Toàn video của mình đổ lên xu hướng này, từ từ tớ phải tìm cho mọi người một cái video mà tớ làm nó bị ít được lên xu hướng xong rồi nói đã. Đây đi, video này đi mà. 14 giây, 6 giây, đúng rồi, đây đi. Đấy nhá, đầu tiên cho anh em xem lại video này này. Đấy nhá, anh em ấn vào cái phân tích ấy, thì xem tổng thời lượng ở đây nó là 14,86 giây, mà thời gian xem trung bình ở đây nó là 6,9 giây. Thì tức là ở giây thứ 6,9 mình có một cái vấn đề gì đấy để cho người ta bỏ qua cái video của mình. Thì bây giờ nhá, em thử em vào lại trong cái kênh của em, em xem là tổng lượng thời gian người ta xem trung bình của em ấy là người ta xem ở dừng ở giây thứ bao nhiêu, thì em biết là ở cái giây đấy của em nó có vấn đề. Bây giờ nhá, anh thử xem là giây thứ 6,9 giây này có vấn đề gì này. Đấy, nó bắt đầu nó dừng lại ở cái đoạn vừa xong, là cái đoạn mà cúi người xuống như thế là giây thứ 6. Thế thì như thế mình sẽ hiểu ở đây là cái cách mà anh làm chuyển cảnh như thế, cái cách mà anh làm quần áo như thế, nó làm cho người ta bị rối mắt, nó làm cho người ta không hứng thú và người ta bỏ qua cái video của mình. Đúng chưa? Hello anh Huy Mario. Đấy, thì anh em hiểu về cái vấn đề này chưa? Thì cái vấn đề ở đây mình chỉ việc là xem mỗi mẹ đơn giản mỗi thôi, mẹ bật cái phân tích này ra, xong rồi xem là người ta xem được hết bao nhiêu giây của mình, thế thôi. Hôm nào chỉ do anh chơi TikTok ạ. Ừ, anh ơi, anh cứ xem em livestream ấy là được rồi. Giời ơi, thế là vui rồi. Đây, xem cái, đấy nhá, xem phân tích nhá. Đấy, thấy không? Clip này nó là 10 giây và người ta xem là 7,3 giây. Tức là ở đây là tổng thời lượng clip là xem là cũng ok rồi, là cũng được rồi. Thì đơn giản ở đây là, vấn đề ở đây nhá, nếu như mà em xem là cái khoảng thời gian trung bình, nếu như mà clip của em làm tầm 60 giây ấy, thì người ta chỉ xem nó rơi vào tầm khoảng 33,5 giây thôi. Em thử mở ra mà xem nó có rơi vào từ khoảng 30 cho đến 33,5 giây không. Ừ, kênh em không vấn đề gì. Cái vấn đề của em ấy, nó ở đây là về content. Thì nhiệm vụ của em bây giờ nhá, em rút ngắn cái nội dung đấy lại nếu như em cảm thấy là nó dài quá. Ngày xưa khi mà anh làm cái video TikTok ấy, anh cũng bị tham nhiều lắm. Anh tham, anh muốn đưa cái này vào, anh muốn đưa cái kia vào. Anh muốn nhận cái này, nhận cái kia vào. Thì sau này khi mà anh chơi TikTok ấy, thì anh phải luyện một cái thói quen. Đấy là cứ mỗi một cái video làm sao để mà mình ngắn được thêm 5 giây. Anh cứ tập một cái thói quen như thế. Làm thế nào để mình cho cái video này nó vẫn đủ ý, làm thế nào để video này nó vẫn hay, người ta xem, người ta vẫn like, nhưng làm sao để nó ngắn hơn 5 giây nữa nhỉ. Thì cái đấy anh luyện hơn trong suốt một năm vừa rồi. Đến tận bây giờ là anh vẫn luyện.
Hoàn, đúng rồi, quả nhà của anh Quang Ngọc Trinh. Đấy, thì em nên luyện cái khả năng đấy nhá. Và cái khả năng đấy nó rất là cần thiết ở trong TikTok đấy. Cứ luyện đi, ngày nào cũng cho cái video của mình giảm một nửa thôi. Chỉ 50% thời lượng y chang anh nói. Ừ thì đúng rồi, cái thời lượng mà của như clip của em, anh nhìn cái video của em là anh biết rồi, mặc dù anh không hề xem phân tích của em. Nếu như em có thể thì em chụp cái phân tích của em đăng lên trên ảnh này để cho mọi người xem. Nếu như được, Phạm Thị Phương Trinh em nhé. Em chụp cái phân tích của em đi, xong rồi em đẩy lên ở trên cái phần mà comment ở đây này, xong rồi cho mọi người xem. Thì anh sẽ bật luôn cái ảnh đấy để anh phân tích cho mọi người xem luôn cho. Chụp ảnh đấy xong em gửi cho anh nhé.